Hello anh em, tôi là Đăng đây. Tôi là admin của nhóm Puzzle Breaker Việt Nam nhé. Thì hôm nay là thứ tư, thì thông thường thì tôi cũng đã nhắn trên nhóm là thứ năm hoặc thứ sáu thì tôi mới ra video. Tuy nhiên là hôm nay tôi ra video trước kế hoạch. Thì tôi sẽ nói qua về hôm nay tôi sẽ chỉ nói về hoạt động tập thể là gian và vua thôi. Thì anh em biết rằng là gian và vua thì là hai cái hoạt động mà gần như là bắt buộc của mọi anh em để có thể kiếm được đồ, ví dụ như đánh gian ấy. Thì anh em có thể tùy vào thứ hạng thì mình có thể kiếm được mũ này, kiếm được vàng này, clan coin để mình mua sách này, và kiếm được mảnh passive skill mình để nâng. Thì mình ở trong một clan mà anh em đều phải cố gắng là tham gia vào các hoạt động tập thể đầy đủ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà anh em tham gia đầy đủ ấy thì là một thành công rồi. Còn nếu mà anh em không tham gia, nếu mà clan 20 người mà cứ một hoặc hai người không tham gia hoạt động thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả clan. Tôi nói tiêu biểu là ví dụ như là một con gian 10 này chẳng hạn có khoảng 66 triệu máu, thì trung bình ra mỗi người là 3 triệu máu đúng không? Thì nếu mà một hoặc hai người không tham gia thì lỗ mất 6 triệu máu rồi. Thì bây giờ tất cả các anh em khác đều, một là phải đánh nhiều hơn, là thứ nhất là phải cắn bình này thì nó sẽ tốn tài nguyên của anh em khác, thứ hai là sẽ để lỡ mất cơ hội của mình, bởi vì khi mà mình lên thứ hạng cao hơn thì quà của mình sẽ tốt hơn. Thì anh em nên cố gắng là hoạt động gian và vua hiệu quả. Còn nếu mà để nói về vua thì anh em tham gia vua trước thứ ba, tối thứ ba và tối thứ sáu nhé. Tại vì qua cái giờ đấy là nó sẽ đến trận vua của thứ năm và chủ nhật rồi, thì anh em sẽ không được tham gia nữa. Thì tham gia vua thì anh em nhớ để cái team thủ này là một cái team mạnh nhất, ok chưa? Thì đấy, mình cứ hoàn thành thôi. Còn về cái phần về phần chiến thuật Battlefield nhá, thì anh em tùy xem đối thủ như nào. Nếu mà đối thủ mạnh hơn mình rõ ấy, thì mình cố gắng chắt chiêu lượt, mình đánh lần nào mình thắng lần đấy thôi. Còn không nên là ví dụ như mình 20 nghìn lực chiến thì mình nên chọn những đối thủ mà trong khoảng mình, ví dụ như 21, 22 hoặc 18, 19 thôi, chứ không nên là chọn đối thủ quá yếu. Ví dụ 20 nghìn mà mình chọn đối thủ 15 nghìn thì thứ nhất là quà của mình sẽ bị ít đi, và cũng không nên chọn những ai mà 25 nghìn thì thứ nhất là nó sẽ khó, thứ hai là lỡ mà chẳng may mình không hoàn thành được ấy, thì lại mất đồ gồm có vàng này, mất sách này, và cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn clan. Bởi vì sao? Bởi vì anh em mua mà thì tất cả đồ anh em đánh được sẽ vào một cái hòm, thì xong rồi chia ra thứ hạng. Như đánh vua ấy thì anh em đánh đủ lượt thì anh em đều phải đánh đủ lượt 6 lượt, thì lượt sẽ bắt đầu từ 7 giờ sáng và 7 giờ tối sẽ reset. Thì anh em nếu mà sáng em không đánh được thì tối anh em sẽ có 6 lượt, và anh em sẽ cố gắng đánh hết 6 lượt đấy. Kể cả những cái lượt sau mình không đánh được mấy thì mình cũng phải đánh hết lượt, bởi vì đấy là trách nhiệm của mỗi người trong clan mà. Anh em không đánh đủ lượt thì đôi khi cách nhau vài điểm thôi là thắng với thua, thì anh em khác nó sẽ bị ảnh hưởng ấy. Đấy, và khi mình đánh đủ lượt thì quà của mình nó sẽ nhiều hơn. Khi đánh đủ 6 lượt thì quà sẽ là 100%, còn nếu mà đánh chỉ được một hoặc hai lượt thôi thì quà của mình sẽ chỉ được 1/6 hoặc 2/6 đấy anh em ạ. À, đấy, về chiến thuật thì phần đánh vua thì anh em có thể ví dụ như là nếu mà mình hơn người ta nhiều thì mình có thể chia team ra đánh, mình đánh được càng nhiều người và lút càng nhiều gold và clan coin thì càng tốt. Sau đấy thì cái có một cái quỹ thì anh em sẽ chia ra thôi, thì nó sẽ ok cho cả clan. Thì mỗi người đều phải cố gắng thì clan nó mới tốt được, chứ bây giờ cứ hai người hoặc là ba người mà không đánh ỷ lại người khác thì anh em khác không thể gánh được. Anh em hiểu không? Giống như kiểu mình làm bài tập nhóm ấy, không thể nào mà nhóm 10 người mà chỉ có 4 5 người làm được, thế nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người khác. Gian hay vua đều thế thôi. Gian mà không đánh thì chẳng may mà clan yếu thì nó sẽ lỡ mất con gian đi thì sẽ mất đồ của các em khác. Thì bởi vì game này là game tích lũy mà, anh em tích lũy càng nhiều càng tốt, đợi đến event rồi xả. Chứ nếu mà cứ mỗi hôm mình
tích lũy ít đi một ít thì cả tháng là rất là nhiều, mà mình chơi lâu dài mà chơi có thể đến nửa năm cả năm, thế nên là lốp đồ thì bị mất rất nhiều. Còn về kinh nghiệm đánh, tôi cũng nói qua luôn về kinh nghiệm đánh gian đấy, thì anh em mang một team đây, ví dụ như là team của tôi đi, thì gồm có một con búp này, ví dụ như mình có thể mang IV hoặc là Rocking hoặc là con Looker, cái con support mới tăng đam ấy. Thứ hai là mang Gian Slayer. Đây, ví dụ như con xanh lá thì sẽ khắc hệ xanh lam, anh em có thể thấy ở đây. Hoặc là đây có cột khắc hệ đây, ví dụ như bot đang là xanh lam thì mình sẽ mang gian xanh lá thì sẽ khắc hệ và gấp đôi đam. Thứ hai có một con tăng đam này, gian slayer này, mang từ 1 đến 2 con mảnh đi, ví dụ clan thấp anh em chưa có nhiều tướng mảnh thì mang một con đi, còn clan cao mà nhiều tướng rồi sẽ mang hai con đi. Thì ví dụ như gian này thì anh em có thể mang Ivy này, Fiona này, Xẻng này, con Cúc cờ tút này, ở đây này, đây đấy, thì sẽ thay con mét măng này đi, và con ba tít thì có thể dùng ba tít hoặc một con khác đấy, thì như thế anh em sẽ vừa tối ưu được đam và tối ưu được cả mảnh nữa luôn. Mà anh em nhớ là khi mà đánh vào gian ấy thì mình phải stun nó thì nó mới ra mảnh, ví dụ như là mình nối ba ô và từ ba ô đổ lên và cái ô chỗ điểm yếu của nó thì nó mới ra mảnh, chứ còn nó mà anh em đánh vào chỗ khác không phải điểm yếu của nó thì nó sẽ không rơi ra mảnh đâu. Đấy là kinh nghiệm anh chơi anh em nhé. Cứ mang càng nhiều tướng mảnh đi càng tốt, thì clan mình sẽ ăn được nhiều mảnh thì nó sẽ tốt cho tất cả mọi người, mình chơi vì mọi người mà mọi người chơi vì mình. Thì nếu mà anh em mà không tham gia được vua hay là đánh gian ấy thì cũng nên nói với mọi người một câu để mọi người biết còn chuẩn bị, chứ không nên đến gần cuối giờ vua rồi hoặc là gần con gian còn có 1 2 giờ đó mình chưa đánh xong mình lại kêu là bận thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Đấy, tôi nhắc nhở chung cho tất cả anh em Việt Nam và các anh em nước ngoài cũng thế thôi, mình làm việc nên có trách nhiệm một chút, tại vì chơi game thì cũng là giải trí thôi mà, mọi người đều cố gắng thì cái phần thưởng của mình nó sẽ xứng đáng cho tất cả mọi người. Thế thôi, cũng không có gì quan trọng cả. Ngày mai thì tôi sẽ ra video skill contest, tôi sẽ nói qua về cách nâng skill, passive skill cho tất cả các anh em ở Việt Nam và toàn thế giới luôn với kinh nghiệm của tôi. Đấy, video hôm nay thì cũng hết rồi. Nếu mà anh em có câu hỏi gì thì anh em cứ comment phía dưới video cho tôi nhé. Tôi cũng đã để link nhóm Facebook rồi đấy. Anh em thấy video hay thì cho tôi một like và một sub nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào.